biết đi xe không? Hả? À. Dạ. Dạ em xin lỗi anh, tại điện thoại bạn em gọi tới, có gì bỏ qua cho em nha. Lỗi gì? Đi xe vô là tắt cái đèn đi chứ, chối dạ. Vô mắt người ta đau mắt dạ. Sao? Anh thông cảm cho em tí. Alo. Ê à cái chuyện này chó mày nghe tao nói gì không hả? Giao liền cho thôi, máy mà giao cho biết rồi. Chắc là 85% dân số Việt Nam đều đã từng trải nghiệm cái cảm giác đó rồi, tức là bị dọi ngược đèn vô. Nó rất là khó chịu. Đôi khi vậy nè, bản thân mình chạy xe ô tô mình vẫn ý thức là khi ta bước vào trong hẻm, nhưng mà chúng ta không thể tắt đèn, bởi vì điều đó có nghĩa là vi phạm luật giao thông. Đúng. Chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang đến với chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án. Thưa quý vị khán giả, Bốn Phương Kỳ Cục Án sẽ là những chuỗi phim được chúng tôi tái hiện lại những vụ án được mọi người quan tâm. Và qua đó chúng tôi muốn gửi đến quý vị những thông điệp sâu sắc về những giá trị đạo đức, về tình người trong cuộc sống mà đôi khi chúng ta lãng quên do sự nông nổi, do sự nóng vội của mình. Và với chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án, bên cạnh những vụ án hình sự được tái hiện lại, thì chúng tôi cũng mời quý vị khán giả chúng ta gặp lại những chuyên gia tâm lý, những luật sư đầu ngành để chúng ta có những cái kiến thức nhất định về pháp luật hoặc là cách hành xử cho đúng mực trong từng trường hợp khác nhau. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng gặp gỡ tiến sĩ tâm lý Tô Gia. Xin chào anh Đình Toàn và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Chúng ta thấy là mỗi ngày khi chúng ta di chuyển ở trên đường phố, chúng ta va chạm với rất nhiều người và sẽ có rất nhiều những cái sự việc xảy ra. Ví dụ như là câu chuyện ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi. Ủa, xe hư sao mà dựng đây? Ba vô nhà đi. Ủa, kỳ vậy sao mà còn chút xíu nữa mày chở tao vô luôn đi. Thì còn có chút việc, ba vô nhà trước đi. Thằng này kỳ thiệt đó nha. Rồi giờ mày định đi đâu? Đi chút việc à, xíu không về. Mày cứ nói chút việc, mày đi chơi tới sáng rồi mới về không à? Ôi, có một bài ca ca hoài à, không biết rồi. Với lại mày cũng lớn rồi, coi kiếm việc gì làm đi. Không lẽ tao với má mày nuôi mày hoài vậy sao? Ông ba nói cái chuyện khác đi, chuyện này nói hoài à. Coi đi tranh thủ về, nha. Rồi, ba vô trước đi. À, ba. Cái gì nữa? Còn tiền không cho con xin vài trăm đi. Trời ơi, mày gặp tao là mày cái xin tiền hoài vậy? Trời, con có muốn xin đâu mà bây giờ trong túi con hết tiền rồi. Cho 200 thôi. Nè, bao nhiêu? 200 đúng không? Mà còn dương 100 cho con luôn đi. Cái gì? 300 đúng không? Có gì mày gom hết luôn vậy hả? Thì nhân mượn 300 đi, rồi mai con về rồi còn dư nhiêu con trả cho. Rồi, đi chơi coi tranh thủ về nha. Đừng có ra ngoài quậy quọ nha con. Dạ rồi. Thôi bây vô nhà đi. Được rồi. Nghe chưa? Rồi. Đi á. Gì đâu ngồi ủ ngủ với mày. Nè. Ngồi đây. Mà nói thiệt nha, nghe mà kể tao cũng hơi giật mình á. Tại bình thường thấy hai đứa mày yêu thương nhau quá mà, lúc nào cũng quấn quýt với nhau. Xong rồi tao thấy ba má con My cũng thương mày quá trời mà, rồi sao cuối cùng chia tay à? Thì nó chê tao làm biếng làm nhát, không chịu lo làm ăn, nó đá tao luôn chứ sao. Trời ơi, làm biếng cái gì? Mà hả, tao nói thiệt, bây giờ tao không tin vô con gái nữa, tao mất niềm tin vô con gái luôn. Mà tao nói mày nghe nha, con gái bây giờ tao không hiểu sao thực dụng dễ sợ luôn. Lúc nào cũng tiền hết á. Mệt ghê. Ê, nói gì bậy nghe. Tự nhiên cái mày quơ đũa cả nắm. Đứa nào sai một đứa thôi. Nói vậy sao được. Biết đâu mốt mày gặp được đứa khác tốt hơn mày sao. Mày đừng có suy nghĩ bi quan như vậy. Mày phải nghĩ theo một cái hướng khác đi. Cái hướng là tích cực là mày hên chứ không phải mày xui. Sao hên? Thì hên là bây giờ tụi bay mới có yêu nhau mà nó lòi cái bản mặt thực dụng tiền bạc của nó ra, thì mày biết sớm mày còn chia tay sớm mất đau khổ. Ê mày coi, mày gọi thằng Minh với thằng Khoa coi tới đâu rồi, sao lâu quá vậy? Ai biết, nãy tao gọi thằng một thằng á thì nói chở ba đi đâu đó,
Còn thằng á thì mắc công chuyện, kẹo công chuyện, không biết chở bồ, chở bịch gì đâu mày ơi. Tao tới rồi nè. Kìa kìa, tới kìa. Vô bộ. Tình. Vô vô. Làm cái gì mà lâu vậy mày? Hẹn hò gì kỳ nó, nãy giờ tao uống hết mấy ly rồi không ơi. Trời ơi, bạn bè tao biết mà, vịt mày tin không, tao chở ổng về tới nhà mà chưa về tới nhà luôn, tao quăng ổng ngoài đường luôn. Tao chạy qua với tụi mày á. Trời, còn có hiếu dữ nha. Thôi vô, 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 vô. Ê, khoan, khoan, khoan nha. Giờ tụi tao nãy giờ mấy ly rồi, uống 50 thôi nha. Mày vô sau vào 3 ra 7 uống 100. Ok, à. Tụi mày vô 50 đi, tao vô một cái nè. Rồi, vô, vô. Uống sao còn được đó. Hết nha, hết nha. Ok nha. Đó. À, mày nói nghe nè. Gì? Tao cũng xin ông già tao bác sĩ. Im à, im à. Im à, im à. Nè, phải chơi tới bến nha. Nè, buồn nha. Là mình phải tâm sự thâu đêm suốt sáng với bạn à. Ok, tới bến nha, tới bến nha. Xe quạt được chứ mày. Mà, Khoa đâu rồi? Không gọi nó đi. Ai biết đâu. Thì nãy tao gọi nó chung với mày đó, lượt đó. Nó chắc giờ này chở bồ nó chưa về hay gì. Gọi nó lại coi, bồ nó đang đâu. Ừ, gọi nó thử coi. Thổi hết tiền á. Vô đây mày bồ bịch gì. Alo. Rồi mày tới đâu rồi? Sao uống nãy giờ hết chai rượu rồi chưa tới vậy mày? Rồi rồi tranh thủ nghe, rồi tranh thủ hồi tao xỉn hết rồi mày vô mày luộc xào chiên nướng gì ta nữa sao? Rồi vậy hả? Rồi tới rồi. Tới rồi hả? Tới rồi. Vô một cái. Ủa tới, nó tới rồi chơi đâu? Xíu cha vô chơi mày. Vô. Ờ hả? Quên. Vô. Vô. Tới mày. Quá xui với ba. Thôi nghỉ. Đánh nữa đâu. Chúng tiền nghỉ gì vậy? Chúng tiền đi nghỉ. Này sao á? Xui nè, sao á? Mày đây. Nè. Chơi tiếp đi. Có tiền rồi chơi gì nữa. Thiệt chứ. Hôm nay ngày gì á? Thanh có mấy chục cho tao dành túi về. Xui quá. Tiền đâu mấy chục mày. Đó 50 nè. Rồi. Dành 200, muốn trả 200 nha. Trời ơi. Thôi. Sao chơi tiếp đi, ta cho mượn nè, lấy lại. Rồi. Nay xui rồi, chơi sao chơi lát nữa cũng thua nữa. Thôi tụi mày ở lại chơi, tao về. Ê, nói xui quá rồi. Ê, thôi ở lại chơi đi. Đen mày. Ở lại chơi đi mày. Chơi đi. Cái gì vậy? Rồi chơi sao? Chơi tiếp không? Nghĩ chứ chơi cái gì? Ok. Tắt đèn xe không mày? Dạ, em xin lỗi anh. Biết đi xe không? Hả? Dạ, em xin lỗi anh, tại điện thoại bạn em gọi tới, có gì anh bỏ qua cho em nha. Xin lỗi gì? Đi xe vô là tắt cái đèn đi chứ. Chối vô mắt người ta, đau mắt sao? Anh thông cảm cho em tí. Alo. Ê, chị tao nói gì không hả? Hey, cũng là một cái kết rất là đáng tiếc. Nhưng mà chuyện này nó thường lắm nha anh Toàn. Chính xác. Ừ. Thật ra gì nè, cái việc mà chúng ta ngồi á và cứ bị đèn xe rọi vào mặt thì định đoán biết đó. Tôi nha, em thường di chuyển bằng xe gì? Xe máy hay xe có hợp? Cả xe máy lẫn ô tô. Dạ. Và cái gọi là cái tình trạng mà bị đèn pha mà nó dọi ngược lại. Ừ. Đó, em nghĩ là chắc là 85% dân số Việt Nam đều đã từng trải nghiệm cái cảm giác đó rồi. Tức là bị dọi ngược đèn vô. Nó rất là khó chịu. Đôi khi vậy nè, bản thân mình chạy xe ô tô đi, mình vẫn ý thức là khi ta bước vào trong hẻm. Nhưng mà chúng ta không thể tắt đèn, bởi vì điều đó có nghĩa là vi phạm luật giao thông. Đúng. Nhưng mà bây giờ mình mở đèn thì những người trong hẻm hay là trong cái đường nhỏ họ ngồi rất là nhiều. Và nó rất dễ bằng cách mình pha đèn và mình nhận thấy ngay một cái sự khó chịu của người khác. Đúng rồi. Và tôi nhà có công nhận điều là khi bạn chạy một cái xe ô tô mà bạn vào một cái hẻm nhỏ là bạn trở thành tội đồ. Đúng. Cả hẻm làm như là mặc dù đó là đường xe hơi, nhưng mà cả hẻm sẽ coi bạn như là một cái kẻ gì đó xuất hiện và bạn là lầm lỗi với tất cả mọi người. Đúng rồi. Thực ra thì nếu như mà bạn về văn hóa giao thông
cũng như là cái sự hiểu về về luật và nhận những cái chế tài của luật pháp ở nhiều lĩnh vực khác nhau nha. Nó không phải là cái câu chuyện mà gọi là ít chuyện để nói đâu, nó có rất là nhiều để nói. Nhưng mà với cái câu chuyện ngày hôm nay, sau khi mà chúng ta xem xong thì chúng ta sẽ thấy là đúng thật là có những cái điều mà chúng ta không thích về mặt cá nhân, nhưng chúng ta phải thượng tôn pháp luật. Ví dụ như vào hẻm thì bây giờ người ta phải mở đèn nhưng người ta không thể tắt được đó. Mặc dù đúng thật nếu như gọi là phản xạ của cá nhân, chúng ta đang ngồi mà chúng ta bị dọi đèn pha, bạn bị giật mình và cái sự giật mình nó làm cho mình khó chịu, bởi vì mình có cảm giác mình bị xâm phạm vùng riêng tư, thì cái chuyện đó là một cái phản ứng tự nhiên. Nhưng sau phần con phải là phần người, sau phần con phải là phần người để mình hiểu rằng là a à, cái này là người ta không có cố ý nè, cái này xe buộc phải mở đèn nè. Cái vấn đề ở trong câu chuyện ta xem, ví dụ như cái anh mà ngồi quán cà phê, vì anh ngồi ra ngoài đường và khi anh ngồi ra ngoài đường thì anh phải chấp nhận cái xe người ta rọi đèn chúng mình. Đúng là điều đầu tiên là thực ra đây là những chuyện mà nên bỏ qua, mà người ta muốn bỏ qua người ta phải thông hiểu đã. Và cái sự thông hiểu đó nó phải dựa trên một cái hoàn cảnh bình tĩnh. Nếu như mà sâu chuỗi câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy là chuyện nọ nó sọ qua chuyện kia. Và đây là lý do mà tại sao chúng ta vẫn luôn nhận được những cái lời khuyên và kêu gọi của tất cả mọi người là hãy cố gắng bình tĩnh trong cuộc sống. Bởi vì nếu như không, bạn sẽ chuyển duy cái sự bực bội của bạn từ chuyện này qua một cái chuyện khác. Mà cái người mà bị chuyển duy, người ta không hiểu chuyện gì. Ủa tại sao tôi lại phải gánh chịu nhiều thứ như vậy? Giống như câu chuyện ngày hôm nay. Và cái câu chuyện ngày hôm nay thì nó lại còn thêm, cộng gộp thêm một yếu tố nữa là bản thân cái anh chạy xe, nói nào nghe anh vô tâm thiệt. Đôi khi cái việc mà mình làm, nhưng mà mình làm với một cái thái độ nó đi kèm với một cái thái độ không hợp lý, nó làm cho con người ta gia tăng sự khó chịu và nó dẫn đến những cái kết cục rất là xấu. Anh hiểu, giống như tôi nhà nói là giá như cái anh mà xin lỗi á, anh chân thành hơn, có thể là cái cuộc điện thoại đó anh có thể dẹp qua một bên và xin lỗi trước đi, mình giải quyết từng cái việc, thì nó sẽ đỡ gây kích động cho cái người kế bên. Chính xác, em rất là thích cái từ này của anh Toàn, đó là tự kích động. Và tại sao chúng ta nói nhiều về văn hóa giao thông và những cái câu chuyện va chạm từ cái việc di chuyển ở trên đường và dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc. Câu chuyện ngày hôm nay chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện mà chúng ta bưng vào trong chương trình, chúng ta mang đến cho khán giả thôi. Chứ tôi tin rằng là trong trải nghiệm cuộc sống của mỗi người, chúng ta đều có rất nhiều chất liệu cho câu chuyện này. Thì cái từ kích động là một cái từ cực kỳ đáng giá. Bởi vì vậy nè, khi mà chúng ta tham gia giao thông á, có nghĩa là có chuyện thì chúng ta mới ra đường. Không ai rảnh rang mà đi ra đường. Mà dù cho có rảnh rang đi ra đường thì cũng vì một động cơ nào đó tôi mới đi ra đường để giải quyết cái sự rảnh rang của tôi. Vậy thì điều đó có nghĩa là họ đã, tức là hưng phấn thần kinh của họ là nó đã hiển thị rồi, nó đã đang được vận hành rồi. Cái thứ hai đó là khi mà tôi gọi là lưu thông trên đường thì nó luôn là những cái tình huống rất là nhanh, và tôi buộc phải xử lý những tình huống nhanh đó, có nghĩa là cái thần kinh nó phải nhạy thêm gấp đôi nữa, gấp nhiều lần nữa. Và cái thứ ba đó là gì, là nó luôn liên quan đến những cái cảm xúc mà tôi muốn giải quyết câu chuyện của mình, nhưng vì những cái điều này nè nó cản trở. Và từ cái sự cản trở đó tôi cảm thấy là mình đang bị thiệt thòi, mình đang bị tấn công, mình đang bị gọi là mình đang bị làm phiền vân vân, và mình buộc phải thể hiện. Mình buộc phải thể hiện để mình trấn áp những cái điều đó, và điều đó làm cho mọi người không ở trong cái tình trạng bình tĩnh để có thể giải quyết. Và kéo theo đó là gì, là nó diễn ra ở ngoài đường, thành ra là nó có rất nhiều những cái yếu tố khác liên quan, ví dụ như là xe bị ùn ứ ở phía sau. Những cái người không có can thiệp gì trong chuyện này, họ cũng nhìn mình bằng những cái ánh mắt gọi là định kiến, phán xét, và điều này làm cho người ta phải phòng vệ. Và tất cả những cái điều đó nó dẫn đến những cái va chạm trong cái câu chuyện giao thông á, nó luôn rất là khó kiểm soát. Và câu chuyện ngày hôm nay là một cái minh chứng để chúng ta thấy rằng là thực ra thì muốn hay không, dù thích hay không, thì cái việc mà luôn nhắc nhở bản thân kiểm soát là điều hết sức phải làm. Và đặc biệt đừng quên rằng nó còn liên quan đến luật pháp. Dạ đúng. Và thực ra thì Định Tài cũng biết là việc chúng ta lưu thông ở trên đường là cái việc thường xuyên. Và chắc chắn trong cái việc thường xuyên đó thì xác suất chúng ta va chạm với người khác nó sẽ rất là lớn. Cho nên vấn đề chúng tôi chỉ mong muốn cái gì là chúng ta hãy bình tĩnh, và chúng ta hãy nghĩ đến những cái điều tích cực. Bởi vì họ vẫn, cái người kia họ cũng không khi khổng khi không, họ muốn đâm sầm vào mình để tất cả cùng bị thương tật hay là bị tổn thương. Cho nên hãy nghĩ đến cái điều tích cực, bỏ qua cho nhau để mọi việc tốt hơn quý vị nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi, chương trình Bốn Phương Kỳ Cục Án, và cho phép Đình Toàn cùng với Tô Nha được gửi lời chào tạm biệt và cảm ơn quý vị. Má đi về quê ăn đám giỗ, vô tình lật cái gia phả ra mới thấy là vợ chồng bay đặt con tên mà trùng với ông bà mình, đâu có được. Má ơi, nhưng mà con Ngọc á, nó giờ nó 3 tuổi rồi, chẳng lẽ giờ đổi giấy khai sinh nó? Nó có 3 tuổi đâu có ảnh hưởng gì, tao đổi hết. Bây giờ nó 50 tuổi tao cũng đổi nữa. Nhưng mà trên quy định của pháp luật hiện nay và chiếu theo quy định của Bộ luật Dân sự á, thì không phải mình muốn đổi tên là đổi tên, mà nó phải rơi vào một số những cái trường hợp mà luật quy định nhất định.